Thí dụ như ai hỏi mình mục đích tối cao, mục đích cuối cùng của đạo Phật là làm gì, là đôi khi Phật tử mình không biết trả lời. Mình cũng đi chùa, cũng nghe pháp vậy mà mình không biết mục đích cuối cùng của người học Phật để làm gì. Thì mình phải biết rằng mục đích tối cuối cùng của chúng ta là giác ngộ, giải thoát. Thế nào gọi là giác và thế nào là ngộ? Khi mà mình ngộ là gì? Chữ ngộ là nhận ra. Mình nhận ra sự việc đó, mình không còn mê lầm về sự việc đó nữa thì gọi là giác ngộ chứ gì đâu. Không phải là khi nào mình ngồi dưới cội cây nào đó rồi phóng hào quang, mình ngồi trên hoa sen mới gọi là giác ngộ. Phong và ví dụ, nếu như mà mình đại chúng chưa giác ngộ á, có lẽ quý vị không tới đây bữa nay đâu. Tại vì thứ nhất có thể là những vị phải xin nghỉ lễ mà, chứ đâu phải được nghỉ đâu. Biết hôm nay có ngày tu học cho nên xin nghỉ là vì muốn tới đây để cùng tu tập, cùng tu tập với tất cả mọi người. Mình cũng muốn mình có được 2 ngày an lạc. Cho nên giác ngộ á, chữ ngộ là mình nhận ra, chữ giác là mình không còn mê lầm nữa. Mà ngược lại với chữ giác là mê. Cho nên người nào mà chưa hiểu được sự việc là mê, mà hiểu rồi gọi là giác, mà nhận ra được cái lẽ thật của nó thì gọi là giác ngộ. Ví dụ mình nhận ra được rằng đời là vô thường. Hồi nãy cái bài kinh đầu tiên, cái câu đầu đó, mình phải giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Nhưng mà nếu mình chỉ biết rằng thế gian vô thường mà mình chưa có ngộ ra được nó, nhận ra được nó, thì vô thường kiểu nào? Việc gì mà mình chưa rõ thì chưa giác. Mình đã rõ ràng ra rồi thì chừng đó gọi là giác. Mà nhận ra được, chữ ngộ là nhận ra được. Nhận ra được rằng cuộc đời là vô thường. Ví dụ như hồi mình chưa học Phật á, mình mất tiền, mất của, mình sẽ rất là buồn, tức. Nhưng hiểu Phật Pháp rồi á, thì mình thoáng cái hơi tiếc thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình không có còn khổ sở lưu luyến nó như hồi mình chưa biết Phật Pháp. Tại vì khi mình chưa hiểu Phật Pháp á, thì mình rất là tiếc, tại vì mình nghĩ cái của đó nó bền bỉ với mình. Nhưng khi mình hiểu ra rồi, một đời ta ba đời nó, thì ngay lúc đó là mình ngộ ra được cái chuyện đó đó, không có giận nữa, gọi là giác ngộ. Và khi mà giác ngộ rồi á, thì cái tâm của mình á, nó không còn dính mắc cái chuyện đó nữa, thì gọi là giải thoát. Thoát là mình vượt ra được. Cái người mà người ta chưa giải thoát là tại vì người ta còn vướng vào trong đó. Ví dụ nè, mình vẫn có lòng từ bi, mình thương người ta, mình giúp người ta. Nhưng mình giúp xong rồi á, cái người đó mà không nhớ ơn mình á, là mình nói hoài. Mình giúp đâu 10 năm trước cho người đó 10 đồng mượn làm vốn, mà 10 năm sau 10 đồng đó vẫn còn. Mà xin lỗi đại chúng, bây giờ mình cầm 10 đồng mình ra chợ, ra tiệm, ra quán á, mình ăn cái bánh tô phở á, 2 tiếng sau là 10 đồng nó sạch rồi. Nhưng mà mình bây giờ mình nghĩ tới, nhưng mình giúp cho ai cái gì đó, mình không có quán như là mình ăn tô phở, rồi mình thấy 10 đồng nó rất là lớn mà mình nói hoài, thì ngay đó mình cứ lẩn quẩn, mình ràng buộc mình trong đó, mình không giải thoát. Chứ khi nào mà mình giải thoát á, không phải là mình chết mình mới giải thoát, mà mình làm sao mình thoát được những cái cố chấp, những cái vướng bận, những cái dính mắc của mình. Mà ngược lại với chữ giải thoát là gì? Là chấp, là dính chặt vào trong đó. Khi mình dính vào trong đó rồi á, là mình lẩn quẩn, mình buộc ràng mình. Cho nên người nào mà còn dính mắc, còn vướng chấp, thì nhà Phật hay dùng cái từ là gì?
luân hồi, tức là mình cột mình vào đó rồi mình đi vòng vòng. Các vị tổ thường hay dùng cái từ là thập triền thập sử, tức là 10 cái nó cột mình rồi nó sai mình đi. Chữ sử là sai mình, thập là 10, 10 cái đó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Và khi mà nói tới cái kiến rồi là thì người ta đưa ra những cái thấy về sao. Cho nên thật ra cái chính là tham sân si mạn nghi ác kiến, 6 cái đó: tham sân si mạn nghi ác kiến. Và khi tới cái kiến á, người ta mới chi tiết ra về cái thấy như thế nào, cái thấy như thế nào, thấy còn vướng mắc, thấy còn lệch lạc thì người ta chi tiết về cái thấy đó. Cho nên 6 cái phiền não căn bản ở trên đó, 6 căn bản trên là tham sân si mạn nghi ác kiến. Và 4 cái chi tiết về cái kiến, về cái thấy nữa là tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thành ra 10 thứ. Mà khi nào mình vượt được khỏi 10 cái đó thì mình sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong Kinh Di Đà nói, Đức Phật nói là quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở đó có Đức Phật A Di Đà đang nói pháp. Như vậy đại chúng nhớ cái ý nghĩa quá 10 muôn ức cõi. Chữ quá là đi qua. Qua 10 muôn ức cõi. Thì cái 10 muôn ức cõi ở đây á, là tượng trưng cho 10 cái căn bản phiền não này. Tại sao có 10 mà ra tới 10 muôn ức cõi? Tại vì một cái nó sanh ra cả ngàn thứ. Nội cái chuyện mà thấy thôi, là cái thấy của mình nó đủ kiểu hết trơn á. Nội cái nghi thôi, nghi cũng đủ cỡ hết trơn á. Phải không? Cho nên cái gì mà quá sức, cũng giống như Việt Nam mình á, nội cái ăn xoài thôi, xoài thanh ca, xoài cát, xoài gì đó, bưởi cũng mấy loại, bánh bò thôi, bánh bò hấp, bánh bò bông, bánh bò nướng, đủ kiểu hết. Thật ra mình thấy trong thế gian mình nội bánh trái mình ăn thôi, một thứ mà nó đẻ ra các thứ khác, thì quý vị cứ tưởng tượng cái nghi của mình nó cỡ nào. Mình nhìn một cái, mình nghi một cái thôi thì nó diễn đạt. Cho nên nhà Phật hay dùng, Đức Phật hay nói là cái nghi của mình hay cái tham của mình, tham nó cũng đủ cỡ hết trơn. Tham vi tế, tham thô thiển đó. Rồi trong cái tham đó vô lượng vô số thứ tham, mà căn bản thì Phật nói tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc đẹp, vân vân. Cho nên mỗi một cái nó sanh ra rất nhiều những cái pháp chi tiết khác. Vì vậy mà khi chúng ta chưa rõ được nó thì nó là cực khổ, quá được nó rồi thì nó là cực lạc. Chứ cái chữ cực là gì? Là cùng cực của nó. Cùng cực của cái khổ kêu là cực khổ, cùng cực của cái vui gọi là cực lạc. Cho nên tại sao mà đưa ra hình ảnh thế giới cực lạc? Tại vì chúng sanh mình là hay than cực khổ. Cho nên Phật muốn hướng mình đi về cái cõi, gọi là đi về cái chỗ gọi là đưa mình ra khỏi cái trầm ở trong cái khổ đó. Phong Hòa ví dụ như bữa nào gặp đại chúng hỏi sao, khỏe không? Ôi, khỏe bữa nào hay bữa đó mà. Gặp mình á là không than nhiều cũng phải than ít. Ít khi nào mà gặp hỏi khỏe, trời tôi vui vẻ, khỏe, ít lắm. Đa phần là phải than chút. Vì vậy cho nên mình hay bị trầm mình ở trong cái khổ. Thưa đại chúng, cuộc đời này á, mình không muốn khổ, khổ nó vẫn tới. Thí dụ như đâu có ai muốn bệnh, bệnh vẫn viếng thăm. Đâu có ai muốn già, già vẫn tới tấp. Phải không? Đâu ai muốn chết, mà chết vẫn liên miên. Ai cũng muốn ghi tên mình vô danh sách cầu an, nhưng mà danh sách cầu an là tạm. Còn khi mà chuyển qua danh sách cầu siêu là permanent, là mãi mãi. Nhưng mà cho nên á,
cái chúng sanh mình nó bị một cái tập khí là thích đưa nghĩ về cái tiêu cực. Thí dụ mình bệnh, ít khi nào mình hy vọng là mình sẽ hết bệnh, suy nghĩ tích cực hơn. Bây giờ những gì mình đang là có mình phải chuẩn bị. Đa phần là khi nghe bệnh là bắt đầu mình suy nghĩ rất tiêu cực. Và hàng ngày á, Đức Phật luôn luôn thấy được cái cách nghĩ của mình, cho nên Phật hay đưa ra những cái hướng để đưa cái tâm mình hướng thượng. Để mình hay tham thì Phật nói thôi giờ còn tham cũng được, mà tham tu gọi là hướng thượng. Thật ra tu mà ham tu cũng còn tham đó, nhưng mà thà là mình tham hướng thượng hơn là mình tham hướng hạ. Chứ tham có hai loại: tham hướng thượng, tham hướng hạ. Vì vậy mà khi ngồi thiền á, có thể mình chưa có quen, mình ngồi không biết mình làm gì, mình ngồi mình nghĩ lung tung. Thì bây giờ các tổ cũng tâm lý, mình hay nghĩ lung tung, cho nên các ngài đưa ra những điều tích cực để cho cái tâm mình focus vô đó, chú vô đó. Thở vào, tôi biết tôi đang sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống. Thì khi mình suy nghĩ như vậy không á, thì hơi thở vào và nó còn sống. Thở ra, mỉm cười. Tại thể tên thường thường mình á, thở vào, bệnh quá. Thở ra, mệt quá. Tại thường thường là mình hay nghĩ như vậy. Ví dụ mình nhìn một mình không đồng ý đứa con nào của mình, mình ít khi nào ai hỏi tới nó mà mình nói gì cái tốt của nó lắm. Hay là trong nhà nói chuyện với nhau mình bất đồng với đứa nào rồi là trong đầu mình lẩn quẩn những cái xấu của đứa con đó, hay của người cháu đó, của người quen đó. Thật ra mình luôn luôn nuôi cái điều tích, cái điều tiêu cực, cái điều xấu về đứa con đó trong lòng mình nhiều. Vì vậy cho nên hãy mình gặp nó cái mình nói, thậm chí mình nhiều khi thậm chí mình nói mày chết đâu mà chết khuất cho rồi, mày sống mày báo tao, mày làm khổ tao. Thì mình nghĩ như vậy chứ mình thốt ra lời nói đó, và mình đã gieo cái chủng tử cho cái đứa nhỏ đó, cho cái người kia là người đó vô tích sự. Cho nên chính mình sống tiêu cực, mình gieo cái hạt giống tiêu cực. Cho nên bây giờ tại sao các em nhỏ ở đây á, có một số nó bị depressed, là tại vì nó đã có một chút xíu cái hạt giống tiêu cực trong lòng nó. Rồi nó quen biết bạn bè, và nhất là ở trên internet, Facebook, có nhiều người tuyên truyền những cái điều tiêu cực đó. Và có những đứa nhỏ nó làm bạn với một số người đó, và luôn luôn nó chỉ muốn chết, nó muốn làm những cái điều rất là tiêu cực. Cho nên á, bên này á, là mình hay nghĩ về cực khổ. Cho nên Phật biết như vậy, Phật mới đưa ra cõi cực lạc, để cho cái tâm mình hướng về cái cõi cực lạc đó, mình hướng về cái sự vui vẻ đó, để mình làm mới lại tâm tư của mình. Ví dụ con người mình hay có mặc cảm tội lỗi, thì các vị mới đưa ra một phương pháp sám hối. Sám hối để mà mình biết rằng mình có phương pháp để mình dứt tội, tiêu nghiệp, tăng thiện lành. Rồi lòng ở trong cái bài sám hối đó, những cái điều hướng thượng cho mình. Ví dụ cái bài quý vị tụng: đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề. Nhận ra mình vậy đó, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, cái bắt đầu đưa mình tới cái chỗ tích cực liền. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Anh nhận ra anh si mê lầm lạc, anh nhận ra nghiệp chướng nặng nề, thì anh giờ anh làm gì? À, thành tâm sám hối, nguyện tránh điều dữ, phải không? Nguyện làm việc lành, ngưỡng trong ơn Phật từ bi gia hộ. Hay là các cái bài nè: chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê,
đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điêu tàn, sống ưu hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay hên quá trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Thầy quý vị nhìn, nếu mà mình nhìn trong các cái bài tụng á, thì mình sẽ thấy rằng á, các vị đang hướng tâm mình. Cái đó gọi là mỗi ngày mình tập nhận ra và mình hướng cái tâm mình. Cho nên á, dụ như tại sao khi mà mình mỗi ngày mình đứng trước bàn Phật, mình nhìn hình Phật, mình đảnh lễ Phật, rồi mình tụng thầy kính, thì có thể cái người người ta chưa hiểu, người ta nói là mình đang làm một cái việc rất là mê tín. Mình đảnh lễ một cái ông tượng bằng hình, bằng giấy gì đó. Nhưng mà thật sự nếu mà một người Phật tử hiểu đạo, hiểu giáo lý, hiểu pháp một cách chân chính, thì phải thấy rằng á, giờ phút mà chúng ta đứng trước Phật á, là chúng ta đưa cái tâm mình về cõi hướng thượng. Tại vì nguyên cái thời kinh đó tụng toàn lời lành, đưa cái tâm mình ra, thoát ra những cái chỗ đau khổ. Thay vì con người mình ngồi đâu mình hướng về cái khổ, mình đang bực ai là mình hướng về người đó. Mà hướng về người đó xong rồi mình rất chi tiết về những cái dở của người đó, dày khổ mình thêm nữa. Rồi khi mình hướng cái tâm mình ra cái khỏi cái chỗ đó, mình thấy một cái vùng trời khác. Cho nên trong kinh Di Đà quý vị thấy không, đi qua cõi cực lạc rồi bắt đầu nói tiếp à. Nói qua tới cái 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là cực lạc, ở đó có Phật Di Đà đang nói pháp, rồi bắt đầu diễn tả cái cảnh cái cõi đó. Cũng giống như mà mình tại sao mình phải đi chơi, tại sao mình phải book vé, mình đi holiday chỗ đó, tại vì mình biết chỗ đó đẹp, chỗ đó có biển, chỗ đó có những chỗ đi chơi nào đó, cho nên mình để dành tiền, mình bỏ hết tất cả, dàn hết tất cả lại để bay qua cái chỗ đó. Để làm gì? Để enjoy cái cảnh đó. Không ai mua vé đi du lịch mà đi tìm chỗ xấu mà đi hết á. Ai muốn đi chơi là phải tìm hiểu coi chỗ đó có cái gì để mình đi. Vậy thì cũng như thế, mình tu tập, mình tu tập là tại vì mình muốn hướng cái tâm mình đi một cái, đến một cái nơi chốn bình an. Tại vì mình nhận ra được rằng mỗi ngày mình đang rất là tiêu cực. Cho nên mình đi đến một cái dự tham dự những cái ngày tu học như vậy đó, tuy rằng thấy nó bình lặng vậy đó. Trong cái khóa tu ở Hawaii vừa rồi, có một cô, cổ lên cổ phát biểu. Cô nói là xin lỗi, trước đây đừng có ai mà tới nói chùa chiền với tôi. Tôi không bao giờ tôi tới chùa. Tôi không bao giờ tôi muốn nghe bài pháp gì hết trơn á. Và tự nhiên khi mà tôi sống lẩn quẩn ở trong một cái thế giới gọi là tiêu cực, bằng cách là cứ nghĩ những cái điều tiêu cực, thì một hôm nọ tôi gõ vô YouTube, sao tôi bấm nhầm ông thầy Pháp Hòa. Thì tại cái ngày cô đến, cô gặp Pháp Hòa là cô ngã đầu vô cô khóc. Và sau 2 ngày tu thì cô lên cô phát biểu. Cô nói là tôi không phải là Phật tử, tôi không có biết gì về chùa chiền. Trước kia đừng có ai hòng mà tới nói chuyện chùa chiền Phật Pháp gì với tôi hết. Và tôi chưa bao giờ biết cái gì là thiền, là giác tỉnh thức gì hết. Vậy mà sáng hôm nay khi đi thiền hành, tôi rơi vào một cái cảnh, một cái sự bình lặng vô cùng. Và cô đã rút ra được 4 chữ: tỉnh thức, tỉnh thức, an lạc. Thì người đó
Bây giờ là giác ngộ rồi đó. Thưa đại chúng đừng lầm, giác ngộ là khi nào mình thành Phật. Bất cứ cái gì mà mình bị lầm mê, hôm nay mình đã nhận ra được nó rõ ràng là giác ngộ. Nhưng mà tại vì mình giác xong rồi mình lại gì? Lại mê. Cho nên mình chưa như Phật gọi là giác ngộ full time. Mình là giác ngộ mà part time thôi. Vì vậy mà giác ngộ kiểu của mình gọi là gì? Hốt giác, hốt mê. Là khi tỉnh, khi mê. Lúc tỉnh, lúc mê. Thí dụ như bây giờ mình giác đó. Nhưng mà khi mà có cái gì vui vui trở lại á, là mình quay lại liền. Ví dụ bây giờ mình thất tình cái, bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Bây giờ tôi chẳng còn yêu. Mình nói đủ thứ hết. Nhưng mà thí dụ một người nào đó xuất hiện tốt với mình, nhẹ nhàng với mình, cái bắt đầu mình quay trở lại, mình nói hổng lẽ chắc duyên tới rồi. Chắc hết ha, mình chắc thời khổ qua rồi, chắc giờ mình được phước, mình gặp được một người này tốt thế này thế kia. Nó bắt đầu mình quay trở lại. Rồi khi mà mình đâu được vài ba tháng sau, cái bắt đầu mình khổ rồi, hổng về. Hồi nãy mà nào, mấy tháng trước là mình hổng lẽ phải không? Hổng lẽ giờ tới rồi, duyên tới rồi. Nhưng mà thí dụ như ai đó đến khuyên mình, ai đó đến khuyên mình, chưa chắc mình đã nghe. Và mình có thể mình nói là sao chị không cho em thử một lần nữa đi. Biết đâu duyên em tới sao. Thành thử ra ý Pháp Hoài, ví dụ như cái gì gọi là hốt giác hốt mê. Và khi mình mê đó thì không phải là giác. Mà người giác thì không phải là mê. Mà giác á, mà đến khi nào mà không còn gọi là lung lay cái sự giác của mình đó, thì cái đó gọi là toàn giác. Đức Phật là người toàn giác. Còn chúng ta cũng có giác. Vì quý vị thấy không, bây giờ Đức Phật chưa có nói mình giác gì quan trọng đâu. Đức Phật nói nhẹ nhẹ thôi, hãy giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường. Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Mình sống ở nước Mỹ này mấy mươi năm, mình đã chứng kiến bao nhiêu lần bầu cử tổng thống. Và bất cứ vị tổng thống nào lên cũng có người khen, cũng có người chê. Bất cứ vị tổng thống nào thì ở trong cái thời gian đó cũng có thiên tai, bão lụt, đủ thứ xảy ra trong thời gian đó. Đủ thứ tệ nạn xảy ra. Đó là Pháp Hòa nói là mình mới ở nước Mỹ, chứ còn trước kia mình ở Việt Nam mình cũng đã chứng kiến đổi triều thay vị rất là nhiều. Cho nên nội cái quán về quốc độ chính trị. Còn nếu mà quán về thân này thì rõ ràng Đức Phật nói thân này là rừng tội, tâm mình là một nguồn suối phát sinh các điều ác. Thân này là một nơi tích tụ của tất cả các tội lỗi. Đâu cần giác ngộ gì cho siêu cao đó, giác ngộ mấy chuyện đó trước đi. Giác ngộ rằng á, sự lười biếng không bao giờ đưa mình tới chỗ thành tựu được gì hết. Cho nên á, ai mà thường quán niệm về kinh tám điều giác ngộ, dần dần họ sẽ thoát được cõi sinh tử. Tại sao? Tại vì bây giờ họ thấy được. Và thưa đại chúng, khi nào mà nội cái chuyện mà mình giác ngộ những điều căn bản đó nhất, nhiều đó thôi là mình đủ giải thoát rồi. Bao nhiêu đó thôi là mình đã đủ tự tại rồi. Tự tại là gì? Chữ tự là tự mình. Chữ tự nghĩa là tự mình. Chữ tại nghĩa là ngay bây giờ, ngay giây phút này, ngay hiện tại đây là tự tại. Ví dụ như mình có khả năng đang ngồi đây một cách tự tại không? Ngồi đây, tự mình ngồi đây, nhưng mà lo lắm.
Mặc dù đã sắp xếp để được đi đến đây nhưng vẫn còn lo. Lo là không biết ở nhà ai làm gì, lo là không biết cái đó mình cất có kỹ chưa, lũ thứ lo việc này việc kia. Nhiều khi ngồi đây nhưng vẫn chưa tự tại. Tự là mình, tự mình. Tại nghĩa là ngay giây phút này, ngay trong đời sống này. Cho nên á, người tự tại nghĩa là người có khả năng sống, nhận diện và chấp nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại, gọi là người tự tại. Tại sao họ được tự tại? Tại họ giải thoát, họ giác ngộ. Thí dụ bây giờ mình là 80 tuổi rồi bắt đầu có bệnh, không có khổ gì nữa hết á. Tôi 80 tuổi tôi mới bệnh, tôi mới yếu so với có những người, người ta mới có 30 mà người ta yếu hơn mình đó nha. Cho nên á, trong kinh á có đưa hai chữ tự tại. Và cái thế giới mà trong kinh Hoa Nghiêm nói á, là thế giới gì? Thế giới ngay trong giây phút này. Tiếng Anh dịch rất là rõ, the realm of reality, gọi là pháp giới mà chúng ta đang có đây, là pháp giới của tự tại. Ví dụ bây giờ mình đang ngay trong, mình đang sống ở trong cái thời đại này, thời điểm này, ngay trong ghi mà chúng ta đang ngồi đây, bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Cụ Nguyễn Du nói hai câu đó trong truyện Kiều. Bây giờ rõ mặt đôi ta, không phải chỉ ý, không phải chỉ nói đôi ta đây là mình đừng có hiểu lầm là giữa nam với nữ, mà đôi ta đây là thân và tâm. Đôi ta đây là mình với ngày hôm nay. Hay là bây giờ ví dụ như mình đang ăn cơm đó, mình đang ăn cơm mà mình có mặt với chén cơm của mình là đôi ta. Cho nên mình ăn cơm á, mà mình im lặng trong 10 phút, 20 phút á, là để thật sự mình đừng bị chi phối để thưởng thức cái món ăn. Chứ không có cái gì gọi là ép buộc mình. Có nhiều vị nói trời ơi ăn mà không cho nói chuyện khổ quá. Nhất là vô những ngày tu học ăn không cho nói chuyện. Không phải là không cho nói, mà là đang giúp mình để mình được thưởng thức món ăn. Mình ăn cơm chứ mình không ăn câu chuyện. Đa số thói quen của mình là ngồi xuống ăn là phải nói. Vì vậy cho nên á, mình cứ thực hiện chữ đúng chữ là ăn nói. Nhưng mà rốt cuộc rồi nói nhiều hơn ăn. Nhiều khi mà quý vị để ý có người nào mà bận nói ăn đâu được bao nhiêu đâu. Còn người ta không nói gì ta ăn rất là nhiều. Mà hôm nào mà mình ăn không nói là biết là nó đói dữ lắm. Ăn rất là nhiệt tình. Cho khi mình ăn mình không nói đó là một phương thức, để một phương pháp để mà mình thật sự mình có mặt. Có mặt của mình trong giây phút mình ăn cơm. Thì ăn cơm vậy là ăn cơm tự tại. Có nhiều người hiểu lầm, không phải là hiểu lầm nhưng mà hiểu một cái nghĩa tự tại là không bị bất cứ cái gì ràng buộc. Đúng. Mà không phải ràng buộc ở cái hình thức, mà trong nội tâm. Trong nội tâm mình không dính mắc cũng là một hình thức tự tại. Vì sao mình không dính mắc? Tại vì mình giác ngộ. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại. Cho nên có một bài kinh tên là Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, người biết sống một mình. Và bài kinh rất là ngắn. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có sống hiện tại trong giờ phút ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả là trả giá đó. Mình không có trả giá được. Tôi bận, cho tôi thêm 2 ngày nữa được không? Không.
Nếu mà đã quy định mình chết giờ đó rồi, không có trả giá gì được nữa. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật có đưa ra 10 cái tự tại của một hành giả tu tập. Cái tự tại thứ nhất gọi là tự tại trong việc giáo hóa dạy dỗ tất cả chúng sinh. Thí dụ như là mình phải biết được cái đối tượng chúng sinh mình tới đó là ai. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm nay đại chúng về đây đa phần là người Việt, thì nếu mà mình chọn được một bài kinh tiếng Việt mình tụng, như cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác hồi nãy, quý vị tụng kinh là hoàn toàn tiếng Việt á, từ bài Nguyện Hương cho đến bài Khai Kinh, bài kinh, tất cả đều là bằng tiếng Việt hết. Thưa đại chúng, nãy quý vị tụng kinh quý vị hiểu hết cái nghĩa thì qua, cái nghĩa sâu thì qua không nói, nhưng mà đại khái mình tụng mình hiểu đúng không? Thì cái vị mà chọn trên một bài kinh đó, người đó có sự tự tại trong việc giáo hóa chúng sanh, tại vì người đó rất là rõ đối tượng của mình hôm nay là ai. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây mà tụng kinh, mà đem một cái quyển kinh Nhật tụng hoàn toàn bằng tiếng Âm Hán, quý vị vẫn tụng được hết. Nhưng mà sau đó xong rồi khép kinh lại thì mình không có biết nãy giờ mình tụng gì hết. Và nhờ mình biết rằng mình tụng kinh tiếng Việt. Thí dụ tụng cái bài Trời A-tu-la và Dạ Xoa, đến đây nghe Pháp hải hết lòng, ủng hộ đạo Phật cho thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc ở trên đất hoặc hư không, quý vị nghe quý vị vẫn hiểu đang tụng gì. Nhưng nếu tụng ngược lại, Thiên A Tu La Dạ Xoa Đẳng, Lai Thính Pháp Giả Ưng Chí Tâm, ủng hộ Phật Pháp Sử Trường Tồn, các các cần hành thế tôn giáo, chư hữu tín đồ Lai Chí Thử, hoặc tại địa thượng hoặc hư không, mình vẫn tụng được, nhưng mà cái nghĩa mình không hiểu. Nhưng mà nếu mình tụng hoàn toàn bằng tiếng Việt thì mọi người đều hiểu hết. Đây là Pháp Hòa nói tự tại trong việc giáo hóa chúng sanh. Có thể là quý thầy giảng tiếng Việt cho cộng đồng Phật tử người Việt, nhưng mà có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa thì các thầy nào nói tiếng Việt là phải nhường cho các thầy nói tiếng Anh. Tại vì cái lớp con cháu của mình, cái lớp con cháu của mình giờ nó sắp sửa nó lớn lên đây đó, là không bao giờ có chuyện mà nó ngồi nghe như vậy nữa đâu à. Nó không còn nghe như vậy nữa đâu à. Mà bắt nó vô nó ngồi từ sáng tới chiều về là khó đó. Cho nên buộc lòng bây giờ các thầy nếu mà nghĩ tới tương lai thì các thầy phải học tiếng Anh. Các thầy phải nghiên cứu giáo lý, phải học tiếng Anh để sau này giúp đỡ cho các con em Phật tử mà nó không hiểu tiếng Việt. Cho nên tự tại trong việc giáo hóa chúng sanh là rõ mình đang sống ở thời đại nào. Cũng giống như những người mà ta làm đại nhạc hội, ta tổ chức show gây quỹ hay làm gì vậy đó, ta phải biết hiện tại người ta đang chuộng ca sĩ nào. Và cái một cái buổi tiệc như vậy á, quý vị để ý, ta mướn, ta mời một ca sĩ hát nhạc trẻ thì phải có thêm ca sĩ hát nhạc cũ. Vậy thì hai giới mới đi nghe hết. Thí dụ về trong một buổi tiệc của người Việt Nam mà mời một ca sĩ hát nhạc trẻ là giới trẻ đi, mời theo cô Khánh Ly, cô Thanh Tiền là giới này sẽ đi. Tại vì cái tuổi tác của mình là thích những vị hát nhạc đó, chứ mình đâu có thích mấy cái đứa mà nó lên nó nhảy nhót. Nhưng mà nếu mà mời các ca sĩ cũ không á, thì mấy đứa trẻ nó không đi. Để mà ví dụ vậy. Thì ở đây là vì sao mình có thể làm được việc đó? Vì mình rất là rõ trong mỗi thời đại chúng sanh có những cái nhu cầu gì. Những cái người mà người ta làm, những cái người mà người ta làm quảng cáo, ta rất là biết chúng sanh, con người đang thích những cái gì mà người ta quảng cáo, người ta giới thiệu. Thưa đại chúng, bây giờ quý vị đi vô nhà hàng mặn á, nói chung là các nhà hàng á,
Quý vị nói là tôi muốn ăn, tôi muốn hỏi ăn chay, là họ đều, phần lớn là các nhà hàng đều có thực đơn chay hết. Tại sao? Tại bây giờ người ta biết rằng phần lớn người ta, con người đang, không phải nói về đạo Phật hay tu gì, nhưng mà người ta đang giảm thịt, ăn nhiều rau cỏ, vì người ta đang muốn giảm bệnh. Cho nên nhà hàng bây giờ là phần lớn đều có thực đơn chay. Bây giờ A&W họ đang có một loại burger chay rất là ngon, nó kêu là Beyond Meat. Bây giờ quảng cáo rầm rộ, mà phần lớn người Mỹ bây giờ là ghé vô đó là ăn Beyond Meat. Mà họ đang làm một cái nữa gọi là breakfast 24/24 luôn. Thì khi mà tiệm này mà lấy vậy rồi thì tiệm khác họ muốn có khách, họ cũng đang rầm rộ làm theo cái chương trình đó, làm cho người ăn chay khỏe. Hoặc là bây giờ nói ngược lại, một tiệm kia đang bán đồ sale, thì cái tiệm khác á cũng phải để ý thị trường, cũng phải sell những mặt hàng như thế nào đó để không mất khách. Người thế gian họ cũng rất là để ý cái chuyện đó, vì họ đang biết rằng cái giây phút hiện tại này người ta đang cần cái gì. Bây giờ á, hồi đó sau chuỗi niệm Phật của mình á, đơn giản làm bằng hạt sen, những hạt gỗ, những cái hạt trái này trái kia. Bây giờ kiếm mấy cái chuỗi đó khó lắm. Còn muốn mấy cái chuỗi mà màu này màu kia fashion là thôi vô số. Tại vì bây giờ đã qua cái thời kỳ niệm Phật bằng hạt sen. Niệm Phật hạt sen, hạt cây kim cang rồi là của mấy bà già ông lão. Bây giờ người ta lấy chuỗi người ta đeo như là một hình thức fashion. Thì giờ anh mở tiệm anh bán thì anh phải theo kịp, thì anh mới có khách được. Thì ở đây á, một vị hành giả, một vị sống ở đời, cho nên mình cũng vậy. Quý vị biết á, là mình muốn hướng dẫn con cháu của mình trong giây phút, trong cái thời đại bây giờ cũng vậy thôi à. Mình phải biết rằng con cháu mình đang ở một cái thời đại nào. Nó không giống mình ngày xưa nữa, tại bây giờ nó là thế kỷ 21. Và đồng thời á, thời đại này người ta kêu là thời đại Amok. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó viết cho mình một cái note, nó send cho mình một cái text, nó viết theo kiểu của tụi nó là mình đọc không ra. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái cách của tụi nó đó, thì mình có thể adapt, mình có thể theo dõi được, mình có thể làm nói chuyện với nó được. Mà làm sao mình chạy theo nó kịp? Tại vì mình già rồi. Chợ đây á, điều thứ nhất là tự tại trong việc giáo hóa dạy dỗ có hai cách. Một, ở đây Pháp Hòa muốn nói một là mình phải biết được đối tượng. Tự tại thứ hai là gì? Không bị ràng buộc và bắt buộc nếu việc đó mình làm hết sức mà không đủ duyên. Đừng có bị vướng bận. Ta có những vị hôm nay rất muốn đi, xin nghỉ làm hết rồi, nhưng mà cuối cùng giờ phút cuối không đi được. Thì giây phút đó vị đó cũng phải tự tại. Hôm nay mình nghĩ rằng trời tốt, nhưng mà có thể lát họ mưa, mình phải tự tại. Vì mình đã có những cái chuyện mình đâu có control được. Mình ăn đồ bổ, nghe đâu có nghe nói bổ là ăn hết á. Nghe đâu có thuốc tốt là mình ấy. Nhưng mà cho dù thuốc tốt cỡ nào, đồ bổ cỡ nào, nhưng mà mình muốn giáo hóa chúng sanh ở trong trong cơ thể mình, ngũ quẩn của mình đó, không được. Tại vì nó phải đi theo cái vận hành của vô thường. Ai cũng muốn mình khỏe, nhưng mà chưa chắc mình được khỏe. Cho dù mình có làm gì đi nữa thì cái sự việc đó phải đi tới đó. Trong kinh đó Đức Phật có dạy mình là quán thân trên thân. Quán thân và phải thấy rằng những cái gì nó đang chuyển biến ở nơi thân mình, để mình hiểu được nó và mình tự tại với tất cả mọi sự việc nó đến.
Cho nên cái điều thứ nhất Pháp Hòa giải thích hai phần. Phần một, tự tại trong việc giáo hóa là mình hiểu được mỗi thời đại, mọi tính cách, con của mình, cháu của mình, mình đều biết rằng mỗi đứa tánh tình sao để mình nói chuyện với nó hết. Đứa nào mà nóng nảy á, mình không bao giờ mình nói chuyện gì với nó làm cho nó bực bội, cố gắng. Tại vì mình biết nó nóng. Mà nó nói hồi cái nó bậy. Thật thử là mình thấy nó hơi hơi nóng nóng rồi cái là mình im lặng để nó khỏi sôi lên. Nó nhiều khi nó vừa chừng mức đó thôi. Không biết có ai đã bị cảnh vậy chưa. Mình thấy nó hơi hơi thôi mình nín đi, tại mình nói hồi là nó sôi. Mà nó sôi là nó sẽ trào. Rồi cuối cùng cái trào là ai đi hốt dọn? Mình. Thôi để muốn cái bếp đừng cái nhà đừng có bị tràn lan là mình phải đi ngay giây phút đó. Ai mà nấu sữa đậu nành là biết. Hồi đó mà làm đậu hũ vậy, mình quậy sữa đậu nành á, quậy sữa lên mà hễ nó vừa sôi lên là phải trút cái thịt cao là giấm hay cái gì mà muốn làm cho đông á là tắt lửa, chứ còn để nó trào một cái mà một cái rồi nó lan ra bếp chùi chết mồ luôn. Và nấu sữa đậu nành là phải đứng quậy đều nha, thôi nó mau khét lắm. Thì mình giáo hóa chúng sanh nó cũng kiểu vậy đó. Chứ cái chữ tự tại đây là Pháp Hòa giải thích hai phần. Xưa giờ mình cứ hiểu tự tại là thôi đừng bận, đừng ràng buộc, đừng gì cái tự tại đi. Ví dụ như ăn mà không cần ngó trước ngó sau, ăn tự tại đi. Ăn vậy dễ bị chúng ghét lắm. Trời ơi, mình ăn mình phải nhìn trước tự tại, không có nghĩa là tự do, muốn mặc tình, muốn làm gì mình làm. Tự tại là tự mình phải thấy được. Thí dụ một lát nữa đi sắp hàng ăn cơm là mình có 200 người nè. Mà giờ mình thấy có nồi gì đó ít quá thì mình lấy một ít thôi để mình chừa cho người sau. Ăn vậy gọi là ăn tự tại. Nghĩa là thoải mái ăn nhưng mà còn biết đối tượng xung quanh. Nếu mà ăn vậy đó bỏ bi chữ tại, ăn tự à. Chữ tại là giây phút hiện tại, chữ tự là tự mình. Đây là trên tinh thần đại thừa của kinh. Vì xưa giờ mình hiểu cái chữ tự tại một cách thường lệ là thoải mái, đừng bận biểu gì hết. Nhưng mà tinh thần tự tại của Bồ Tát hay là với cái tu tập của đại thừa là gì? Mình phải biết xung quanh mình, tự mình phải hiểu được cái hoàn cảnh xung quanh của mình để mình tự tại, mình giải thoát, mình nhẹ nhàng với tất cả. Ví dụ nè, có nhiều khi con mình, cháu mình nó thích con chó, con mèo, nó năn nỉ mình đem cho về nuôi. Mình nói mẹ không có thời giờ mẹ chăm sóc, nó nói con lo. Thiệt sự nó đem con chó về, cuối cùng là mình lo hết. Nó không có lo gì hết á. Nó đi học về, nó đi làm về, bất quá nó ôm nó hung trùng trùng vậy à. Rồi là xong á. Ăn uống gọi là con chó con mèo đó sao nó không cần biết. Đây bây giờ mình mới tự tại nè. Tự tại đi tắm chó, tự tại đi hốt phân, tự tại đi làm tất cả mọi clean up. Làm mà không có khổ là gì? Giờ biết giây phút hiện tại mình không làm là mình ngửi đủ. Còn nó sẽ rống rất tự tại, hu khe. Tự tại của nó là tự tại của hu khe. Còn tự tại của mình là mình đang rất là khe, cho nên mình phải làm tất cả. Quý vị hai cái tâm niệm tự tại không? Của mấy đứa nhỏ là nó thoải mái lắm, nó không có khe gì hết trơn á. Và sống vậy cái nó kêu nó tự tại đó. Còn mình á, tự mình phải biết giờ rác mà không đổ là nhà nó hôi. Thì thôi phải cột bao rác mà đi thôi chứ. Mà bây giờ á, mình thấy rõ bao rác không cột là hôi mà đem cầm bao rác đi đổ mà không cằn nhằn gì hết á. Tại tôi biết rất là rõ tôi không cột bao rác này dục thì không ai dục đâu. Rồi cả nhà mà cùng nhau mà người. Thì phải đi đổ thôi. Hai cái cách sống nó khác. Và hai cái tâm niệm nó khác. Thí dụ như á, đứa con á, em đứa anh á, mà nó đi nấu cho đứa em nó ăn á, nó cũng nấu mà nhiều khi nó cằn nhằn. Nó cũng nấu mà nó cằn nhằn phải không?
Người mẹ là nghĩ khác nha. Con nó đi học về nó đói bụng, nó còn thích về nhà nó ăn. Bất kể giờ phút nào, người mẹ cũng sẽ đi nấu, không có cằn nhằn. Nhưng mà đứa anh mà nó nấu hay đứa chị nó nấu cho em, nó cũng vẫn làm. Nhưng mà hai cái tâm niệm nấu ăn nó khác. Thì người mẹ là nấu ăn bằng thật sự của một cái tâm người tự tại. Còn đứa anh hay đứa chị nó vẫn nấu, nhưng mà cái tâm tự tại nó không có. Chơi cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Một người á, cái gì đó tôi thoải mái lắm, tự tại. Nhưng mà tự tại của người đó là careless. Tiếng Mỹ gọi là careless hay là don't care. Người thờ ơ, hời hợt, hay là người hoàn toàn không lo nghĩ. Còn tâm của chúng ta làm hết lòng vì mình hiểu được đối tượng này là ai. Và mình làm bằng tất cả cái tâm của mình. Cho quý vị thấy á, Đức Phật nói á, Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật làm hết tất cả bằng cái tâm của Ngài với chúng sanh. Nhưng mà Ngài biết rõ duyên của mình với chúng sanh cỡ nào, chứ không có đau khổ. Và mình biết rằng á, mình độ họ hôm nay mình nói một câu họ không vô, đừng lo, mình đang đưa cái hạt giống vô đó thôi chứ không mất à. Cho nên thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ, đôi lúc mình nói cái thằng con của tôi á, tôi nói nó không trả lời trả vốn gì hết á, nó không nghe lời. Thưa đại chúng yên tâm, nó không bộc lộ lúc đó thôi, nhưng mà thật sự cái hàng ngày mình dạy đó, nó đã, mình đã gieo cái hạt giống đó rồi. Có thể á, khi nào mình không còn có mặt trên đời này nữa thì lúc đó cái hạt giống mình gieo nó mới chín mùi, đứa con nó mới phản chiếu lại cái điều mình nói, rồi chừng đó nó đi theo y như mình thôi. Hồi mình hồi nhỏ má đi chùa cúng đồ đó, biểu mình làm đâu làm đâu, tự nhiên giờ ở cái độ tuổi cỡ cỡ má ngày xưa cái mình nhớ lại, hồi đó má tôi hay cúng ông nội tôi ngoại tôi vậy đó, cái là mình làm theo. Nhưng mà đợi tới một lúc nào đó mình mới làm gì sao, vì khi mình đủ chín mùi ở cái tuổi thì tự nhiên cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ của mình nó cũng khác đi. Cho nên mình không có ngừng gieo duyên, vì mình rất là tự tại và hiểu nghĩa là mình biết rằng mỗi chúng sanh ai cũng cần gieo cái hạt giống thiện lành hết, cứ gieo cho họ. Có nhiều ông chồng nha, nhìn nghe giống như không có nghe pháp vậy đó. Cái bà vợ cứ mở mở rỉ rả vậy, cứ bả mở bả nghe, bả cố tình bả mở bả nghe, rồi bả cũng khà hởi cái tâm niệm là để coi ông có nghe không. Tới bữa khác hả, bả làm còn dữ dội hơn. Ông có nói bà nghe pháp mà bà không thấm. Ông thầy ông nói vậy vậy, lúc đó bà vợ mới giật mình. Ông có nghe. Nhiều khi mình thấy người cắn cứng cỏi vậy đó, nhưng mà thật sự ra họ thấm lúc nào mình không biết. Còn mình thấy mình mềm mũng vậy đó, nhưng mà đổ nước hoài nó không vô, tại vì cho nên cái chỗ giáo hóa đó bất khả tư nghị. Quý vị thấy được một cái điều tự tại thứ nhất trong kinh dạy đó. Tự tại trong việc giáo hóa dạy dỗ chúng sanh. Mình kẹt trong một cái thái độ nào đó. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình cứ giữ hai điều, hai cái tâm niệm tự tại khác nhau. Người học Phật, chơi Đức Phật á, Ngài đến với ai á, Ngài đến xong Ngài không có bị một cái ràng buộc là người đó phải như thế nào. Cái tự tại của mình là khi nào mình, thí dụ như á, cái người đó mình quen, mình mới thoải mái tới với người đó. Cái người đó không quen, ngại ngùng lắm, không có tới được.
Nhưng mà với cái người tinh thần Phật tử là mình thấy ai mới tới, mình đều phải đem lòng của mình ra, mình trang rãi, mình tiếp nhận họ. Đa phần là mình nói chuyện với ai, mình ngồi gần ai, mình tiếp xúc ai, phải là những người mình đã từng quen biết. Người nào lạ lạ là mình ngại lắm, mình không có nói. Nó thiếu cái sức tự tại. Đáng lý ra người mới mình phải nhận ra liền, đây là người mới tới. Họ đang rất cần một cái người tới để làm cho họ dễ chịu, làm cho họ thoải mái, làm cho họ cảm thấy là mình đang welcome họ. Như vậy mới là tự tại chứ. Vì tự mình thấy rõ hiện tại giây phút này, người này là người mới, người đang cần mình. Thật là cái cách của mình nó suy nghĩ khác. Mà nếu hôm nay mình học được chữ tự tại trong việc giáo hóa này là phải thấy. Hễ người nào bước vô đây mới tới, tự phải biết liền. Giây phút hiện tại này, người này ngồi đây là người mới. Và tự tôi phải biết, tôi phải tới để tiếp xúc người này. Cho nên các vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát bất thối á, Bồ Tát có hai dạng ha, Pháp Hòa hay nói, Bồ Tát bất thối và Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát nào mới tới chùa, mới đi học Phật, mới nghe Pháp là Bồ Tát sơ phát tâm. Thì các vị Bồ Tát bất thối cần phải nhận rõ các vị Bồ Tát mới phát tâm để làm sao giúp cho Bồ Tát mới phát tâm cảm nhận được cái sự thoải mái. Đại Pháp Hòa diễn tả cảnh giới này ha. Trong kinh nói quý vị nhớ không, lúc người nào mà được vãng sanh về cực lạc á, ai đi đón, ai đi rước mấy người đó? Di Đà. Qua ai nữa? Quan Âm, Thế Chí, ai nữa? Thánh chúng. Nhớ không? Rồi chưa đó nha, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao Thất Bảo, có hương Ngũ Phần, trống kèn in nổi. Đó là hình ảnh tiếp rước, để cho người ta thấy rằng người ta được cái sự welcome. Còn mình giờ thôi, bà đó lạ quá, cũng quen. Ông đó lạ quá, tôi cũng quen. Thì cái người mà không ai ngó ngàng gì tới họ thì người ta tới, người ta bị left out. Và người ta thấy là người ta không có into. Chờ Pháp Hòa trong khóa tu nào tới đâu và cũng nhắc hết đó. Các vị đi lâu này rồi, các vị phải để ý ai mới tới. Thậm chí lên ngồi ăn cơm vậy nè, lên cúng cơm mình để ý người ta, thấy người ta mới không? Chị anh lát nữa mình cúng cơm á, mình bắt ấn giày chỉ cho người ta. Trong khi mà mình, mà nếu Pháp Hòa nhìn xuống mà Pháp Hòa thấy một cái người cũ mà lân mẫn cái tâm mình đến người mới, Pháp Hòa rất là vui. Cho Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái Phật Bồ Tát á, cái cách sống của các ngài á, cái cách trong kinh diễn tả là cái cách chỉ cho mình cách sống mỗi ngày á. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngay sen vàng, có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây, có đờn các cõi truy tùy, có đờn có trống rước đi một đường, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao Thất Bảo, có hương Ngũ Phần, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Diễn tả cái cảnh đi rước mình đi về. Ví dụ bây giờ nãy Pháp Hòa nói, ví dụ nãy Pháp Hòa bước xuống xe, thầy trụ trì thầy ra thầy tiếp, thì mình cũng thấy là mình được cái sự welcome. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới, thầy ngồi để nằm trong phòng, rồi mọi người bình thường thấy tôi vô cũng bình thường. Khi thầy tôi ai cũng thấy tôi bình thường, cái là tôi hơi bất thường rồi đó. Cái đó là cái tâm lý của chúng sanh. Cho mình học Phật, học kinh rồi là mình thấy là cái trong kinh dạy mình đó, khẩu giáo, thân giáo, ý giáo và cái cách sống mình cũng thế. Là khách mà tới nhà mình là mình ra ngay cửa mình tiếp, rồi mình ngồi chơi với khách, chứ không phải mình nói anh ta mới tới chơi vô ngồi chơi, khách ngồi vô cái mình đi lót đi nước uống nước đi anh, ngồi tự nhiên nghe,
rồi cái mình đi vô trong phòng mình đọc báo, check email, thì khách người ta ngồi người ta làm gì? Rồi khi mà người ta mình tiếp xong rồi, khi người ta đi về mình tiễn ra tới cửa nữa. Mà xin lỗi đại chúng, cái người không biết đại chúng có tâm lý nào, thí dụ mình biết cái người đó họ hay bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói, có phải là khi mình nói chuyện với họ mình rất là cẩn thận không? Thì mình sợ họ hay bắt bẻ đó. Thì khi mình nói chuyện cái kiểu vậy đó là mình tự tại đó, nghĩa là mình rõ, rất là rõ cái người đang đối diện với mình là ai. Thành thử ra từ đó về sau là mình hiểu được cái nghĩa tự tại một cách rất là sâu sắc. Không có nghĩa là mình thờ ơ bỏ mặc mọi người kêu là tự tại, mà mình rất rõ đối tượng của mình đang độ là ai, mình đang tiếp xúc là ai, đang làm gì là ai. Chăm sóc một người bệnh á, chăm sóc tự tại nè, biết người bệnh này không ăn cái gì, cử kiêng cái gì, mình không để cho họ ăn cái đó, dùng cái đó, mới gọi là chăm sóc tự tại. Chứ không phải là tôi nấu đại nó ăn được cũng được thôi, tôi tự tại lắm. Vậy là mình hiểu cái nghĩa tự tại chưa sâu, và hành cái nghĩa tự tại chưa rõ. Còn nếu mình làm bất cứ việc gì cho ai mà biết, cho nên nếu mà mình nói cho đúng ra là mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều có những chúng sanh và sự việc để chúng ta phải gặp và tiếp xử một cách rất tự tại, có phải không? Mình ngồi ở ngoài á, hễ nắng mình cũng xê vô một chút, mưa mình cũng xê vô một chút. Nói chung là mình rất là nhận rõ mọi cái hiện tượng đang xảy ra để mình ứng xử tự tại đó. Cho nên chăm sóc người khác, tiếp xúc với người khác, ứng xử mọi việc, mọi người, mỗi ngày mình đều biết họ như thế nào. Đây là Pháp Hòa nói được một chữ tự tại. Tự tại trong tất cả giáo hóa chúng sanh. Bây giờ cái tự tại thứ hai nè. Tự tại phổ chiếu tất cả pháp. Cái hồi nãy là mình ứng xử với chúng sanh phải không? Bây giờ mình ứng xử với pháp. Pháp đây là gì? Là mọi hiện tượng. Này, cái chuông này là pháp. Con người mình là pháp. Cái bàn là pháp. Nhưng mà đây là vật nè. Hai người đang gây gỗ với nhau là việc. Cho nên hai người đang gây gỗ cũng là một pháp. Hai người đang tiếp xử với nhau tốt cũng là pháp. Phổ chiếu là gì? Chữ phổ là rộng, chữ chiếu là mình soi tới. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chuông này nó nhiêu đây nè. Tự Pháp Hòa phải biết rằng cái chuông này nó bay lớn, thì Pháp Hòa phải thỉnh cái chuông này ở mức độ nào để nó vang ra được cái tiếng chuông, để ứng với cái pháp này. Cái chuông này là một pháp nè, mà cái pháp này nó có nhiêu đây à. Mà mình đem cái dùi bự thiệt bự để mình thỉnh cái chuông bự, mình dện nó vô đây một cái, chẳng những nó không phát ra tiếng mà nó bay luôn cái chuông. Mà thậm chí người ta nhìn mình cầm cái dùi, người ta nói không biết ông này có tửng không. Cái chuông bên lớn mà ông cầm cái dùi bên lớn. Như vậy thì quý vị thấy rằng, bây giờ Pháp Hòa thưa ha, khi mình đi ăn tiệc á, mình đi ăn tiệc á, trước khi mình đi ăn tiệc á, mình phải biết tiệc của mình đi ăn bữa nay là tiệc gì, để chi lựa quần áo mặc cho nó ứng hợp. Ví dụ cũng là bữa tiệc mà bữa giỗ, ta tới giỗ thì tới giỗ là có cái sự cúng kiến, thì mình ăn mặc sao mà ta tới người ta biết rằng nó không có quá ảm đạm như đám tang, nhưng nó cũng không thể rực rỡ như mình đi ăn những cái tiệc gọi là đời thường. Mặc bộ đồ đó vô ta biết. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi ta thấy mình ăn mặc bộ đồ mà ta nói mình có tôn trọng cái lễ của người ta. Cái đó là phổ chiếu pháp đó. Cái cách ăn mặc của mình đó, nó biểu lộ là mình có trọng người ta hay không. Mặc dù bề ngoài nó là cái gì hết á, nhưng mà ở đời, ở đời giữa cái tâm và cái cảnh nó phải phối hợp, nó tương ứng.
Mình cứ nói cái tâm là chính, mà cái tâm có ai thấy? Mà cái tâm anh nó biểu lộ ra cái hình thức mà. Chờ anh đi đám cưới mà anh mặc cái quần đùi vô là người ta biết là anh nói xứ này tự do. Tự do. Nhưng anh phải anh chưa hiểu chữ tự do đó. Cho quý vị thấy ha, xứ này người ta cho mình muốn làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà có ai được rời khỏi luật pháp không? Xây một cái nhà mà có ổ điện bắt không đúng vẫn chưa có cái giấy phép vô ở nữa đó. City họ xuống và inspect từng phần hết, từng cái ổ điện, từ cái cửa, tất cả hết. Không đúng luật là không được sinh hoạt. Mặc dù là tự do, tôi không có cấm anh cái gì hết á. Miễn sao anh làm đúng luật là anh có giấy phép à. Anh không làm đúng luật, anh có là ông gì cũng mặc. Anh có nói làm chùa thôi thông cảm, I'm sorry, không có thông cảm trong cái chuyện này. Đặc biệt là gì? Chỗ nào càng public, chỗ đó càng khó khăn. Cái chỗ nào càng public là luật nó càng nhiều hơn nữa. Thậm chí ở chỗ public là cửa không được mở, những cái cửa mở cánh tay dặn nha, cái cửa phải đẩy ra. Để chi? Lỡ có hỏa hoạn, có những cái chuyện gì, cửa chỉ cần đẩy ra là mọi người ra, chứ không có được mở. Tất cả những cái chỗ cửa public là không được có những cái chốt gài như kiểu Việt Nam mình mà gài ăn trộm. Và tất cả những cái cửa public không được mở, lúc nào cửa cũng phải đóng. Tại vì lửa nó có thể cháy và nó không lan ra những chỗ khác. Và những cánh cửa đó phải là loại nặng hoặc là bằng sắt, vân vân. Như vậy thở đây á, mình phải có cái nhìn và cái hiểu trong tất cả mọi cái sự việc để mình phổ chiếu các pháp. Thí dụ như là mình mặc cái áo lạnh ở đây, mùa thu áo lạnh khác, mùa đông áo lạnh khác, mùa hè cái áo lạnh khác, cũng là cái áo lạnh đó. Nếu mà trời đang trời nóng và mặc cái áo lạnh dày của mùa đông trùm thêm cái nón, đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà ta nhìn cái, người ta cười cười là biết rồi đó. Mình người ta không nói gì, nhưng mà mình tự tại ăn mặc thì người ta cũng tự tại ta cười. Đấy, có cuộc sống nó vậy. Cho nên á, tự tại pháp đây là mình phải nhận ra cái pháp mình ứng xử. Trong kinh nó kể là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, thì Ngài có nghĩ tới 5 người cùng tu với Ngài là 5 anh em Ngài Kiều Trần Như, nhớ không? Thì khi mà Ngài phát nguyện, Ngài tới vườn Lộc Uyển để Ngài độ cho 5 người bạn đồng tu của Ngài đó, thì trên đường Ngài đi tới, thì 5 ông ngồi đằng này thấy ông Gotama đi tới. Thì các vị mới nói với nhau nha, xù xì với nhau, đừng có thèm tiếp công đó. Cái ông nó ông tu mà ông dởm lắm, tu nửa chừng bỏ cuộc, ông không có tư cách gì ông tới đây, nói đủ thứ hết. Khi mà Đức Phật đi tới gần, thì tự động 5 ông, không ai nói với ai, đứng dậy hết. Ông thì đi pha trà Thái Nguyên, ông thì đi kiếm đôi dép, ông thì đi lấy cái thau nước, ông thì lấy cái khăn. 5 ông đi làm mỗi công việc. Đức Phật tới lấy ghế ra mời Ngài ngồi, và đem những cái vật họ chuẩn bị như là nước nóng hay cái gì mời Ngài. Thì ở đây á, mới đặt một câu hỏi là, thí dụ như khi mà bình thường á, ai cũng nói Đức Phật đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp, bài pháp đầu tiên của Ngài là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế, phải không? Nhưng mà nếu đại chúng suy nghĩ kỹ, trước khi nói Tứ Diệu Đế, Phật đã nói bài pháp gì rồi? Thân giáo. Cái oai nghi của Ngài đó, Ngài chưa nói pháp, nhưng mà cái cách Ngài đi tới cũng đủ làm cho các vị đó đủ kính phục, đứng dậy xá chào đón tiếp. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Ngài chưa nói pháp thì đâu có khẩu giáo đâu, nhưng mà ngay đó cái thân giáo rồi.
Như vậy quý vị thấy thân giáo hàng ngày quan trọng không? Quan trọng lắm. Có một cái gia đình đó lên gặp Pháp Hòa, nó bây giờ con có một đứa cháu đó, nó bị trầm cảm từ năm nó 7 tuổi. Năm nay là em nó gần 30 tuổi rồi mà nó không hết bệnh mà càng ngày nó càng nặng hơn. Nhờ Pháp Hòa giúp. Vì gia đình biết rất rõ là sở dĩ em nó bị như vậy là do ba má sống không có hòa hợp, gây gổ, đủ thứ chuyện mỗi ngày. Và em nó đã bị cái hình ảnh đó làm cho nó trầm cảm từ năm nó nhỏ. Thì Pháp Hòa có nói á, thứ nhất á, em nó gặp Pháp Hòa một lần thì Pháp Hòa cũng không giúp được nhiều. Mà ví dụ bây giờ cho dù Pháp Hòa có khả năng làm cho nó hết đi, nhưng mà nó không thể nào nó hết hoàn toàn được. Nếu nó trở về cái môi trường và mỗi ngày nó vẫn tiếp tục, nó thấy cái hình ảnh đó, nó nghe những cái chuyện đó, không cách nào nó hết được. Vậy nên cái thân giáo của cha mẹ, cái khẩu giáo của cha mẹ ở nhà mỗi ngày là một cái điều rất quan trọng. Thưa đại chúng, quý vị đến chùa cũng vậy. Mình đến chùa, mình lân mẫn gần gũi với thầy trụ trì. Nếu mà mình thật tâm mình tu thì thầy trụ trì, cái cách sống của thầy ít nhiều mình cũng ảnh hưởng. Cái cách nói chuyện của thầy trụ trì ít nhiều mình cũng ảnh hưởng. Tại vì mình tiếp xúc với thầy thương. Còn nếu như mình gần gũi thầy, mình phục vụ cho chùa, thầy với mình làm việc rất là sát, nhưng mà cách sống, cách nói của mình với thầy trụ trì nó khác nhau trời vực. Thầy trụ trì cũng dễ thương nhiều, mình dễ kiêng nhiều á, là mình biết là mình là cây không có nước, nước không có rút vô cây mình được. Tại sao mình vẫn gần thầy, biết bao nhiêu lời ái ngữ thầy đã tiếp xúc mà mình không tiếp xúc được cái lời ái ngữ đó? Mình càng làm thì người ta càng ngán mình, là mình biết mình phải quay lại cái, mình phải phổ chiếu cái pháp mình đang xử. Chữ chiếu là gì? Là soi. Chữ phổ là rộng. Mình phải soi lại chính mình vì cái pháp mình ứng xử. Trong trong mấy cái ấn của Đức Phật á, Đức Phật có một cái ấn vô thượng bồ đề. Cái ấn này đặc biệt lắm. Ấn này tay xây vậy nè, tay xây ra vậy ha, tay người xây vô. Đây là một cái ấn gọi là vô thượng bồ đề ấn. Tại sao một tay ngài lại xây ra mà tay ngài xây vô? Đó là một cái biểu tượng. Mình sống á, mình muốn tới cái chỗ vô thượng bồ đề, mình không thể nào thiếu sự phản ảnh mình và người trong và ngoài. Pháp Hòa ví dụ, khi mà mình mặc một bộ đồ xong, trước khi mình đi ra cửa mình làm gì? Lỡ đứng ngay kiến á, mà không phải cái kiến ngang nha, cái kiến dài vậy nè, nó mới thấy toàn dạng. Mặc một bộ đồ vô đứng ngay đó chỉnh, thậm chí còn muốn cho đẹp nó xây ra làm sao, ngó coi cái áo mình mặc nó ngay chưa. Đó, khi mà mình thấy mọi việc nó tươm tất rồi, yên chí đi ra đường không? Rất là tự tin, vì mình đã ngó mình rồi, mình coi được thì người khác sẽ coi được. Vô thượng bồ đề chỗ đó đó. Ở Hawaii vừa rồi có cái chùa có tượng Phật Thích Ca chuyển pháp luân. Thì Pháp Hòa có giảng cái chỗ đó, tại sao Đức Phật bắt cái ấn. Khi chuyển pháp luân là ngài bắt hai cái ấn này. Đây là hai cái bánh xe và tượng trưng cho ánh mặt trời nó chuyển. Và khi ánh mặt trời nó chuyển, ánh sáng nó chuyển lên rồi thì cái gì nó lui? Bóng tối nó phải lui. Và Đức Phật đang hai cái ngón tay này biểu tượng cho gì? Vật chất và tinh thần, đời với đạo nó phải tương ưng. Cho nên người Phật tử sống ở đời, chuyện mình sống ở thế gian chuyện bình thường. Nhưng nếu mình có một chút tâm linh nữa đó, đỡ lắm. Pháp Hòa ví dụ như á, không có ai cấm mình đi chơi mọi việc, hay là cuộc sống của mình vẫn mua nhà mua cửa, có vợ có chồng bình thường. Đó là cuộc sống đời vật chất của mình, đời thường của mình. Mình như mình có tâm linh á, theo cái phần tâm linh học pháp á,
là mình đem cái đời, cái đạo mình ứng vô trong đời, làm cho cái đời nó thêm đẹp. Cũng giống như một căn nhà mình mua, mình ở, mình trang trí đủ thứ hết, mà nếu nhà đó có cái bàn thờ rồi đó, cái nhà đó thêm ấm cúng chứ gì đâu. Có phải không? Quý vị thuộc bao nhiêu bài hát đâu có sao đâu, nhưng mà thuộc thêm bài kinh nữa đỡ lắm. Tại vì lúc khổ bài hát nó không có ra, tự nhiên bài kinh nó ra. Mình chuyển pháp luôn mà. Thì cái người chuyển pháp là phải hiểu đời đạo song hành. Cho nên tự tại thứ hai của cái người hành giả tu tập là phải có được cái gọi là phổ chiếu các pháp. Đi tới đâu mình phải hiểu. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi thầy tu mà đi giảng hay là đi đi làm lễ cũng phải biết. Có nhiều khi cái áo mình đó, nó có nhiều cái loại vải nó dày lắm. Pháp Hòa biết cái chuyến đi này của mình là qua Hawaii liên vòng chưa có lạnh lắm. Nếu mà mình mặc cái áo lạnh, mặc cái áo tràng mà nâu mà nó loại dày á, nóng lắm. Mặc cái mỏng nhưng mà cũng phải hờ một cái đem theo cái áo lạnh. Là mình khi mình đi đâu mình phải chiếu được cái hoàn cảnh chỗ đó, cái pháp ở chỗ đó. Cho nên người mà sống mà phổ chiếu được các pháp rồi á, đỡ khổ lắm. Mình bị không có hụt hẫng. Cho mình bản thân mình cũng vậy, đừng có ca một cái gì nó quá trời rồi mai mốt nông được cái mình buồn khổ. Các pháp bình thường thôi. Đừng có suy tôn một cái gì quá rồi mai mốt nó không được á. Từ con người cho tới sự việc. Mình bị hớ này hoài nè. Trời ơi, tôi làm món này nhức nhối ngon lành nghe. Trời ơi, cái bữa đó mình biết mình cố gắng mình gò sao trớt quá. Cái bữa mình nấu chơi chơi, nấu không có lo nghĩ gì nó lại ngon. Và cái bữa mình mời khách mình cố mình gò chừng nào thì nó lại hư chừng nãy. Lạ không? À, lúc đó không biết ăn sao, nói sao. Thôi cái nói cuối cùng đó, thôi ăn đỡ đi. Ăn đỡ đi. Những cái người mà người ta làm, những cái người mà người ta làm quảng cáo, ta rất là biết chúng sanh, con người đang thích những cái gì mà người ta quảng cáo, người ta giới thiệu. Thưa đại chúng, bây giờ quý vị đi vô nhà hàng mặn á, nói chung là các nhà hàng á, quý vị nói là tôi muốn ăn, tôi muốn hỏi ăn chay, là họ đều, phần lớn là các nhà hàng đều có thực đơn chay hết. Tại sao? Tại bây giờ người ta biết rằng phần lớn người ta, con người đang, không phải nói về đạo Phật hay tu gì, nhưng mà người ta đang giảm thịt, ăn nhiều rau cỏ, vì người ta đang muốn giảm bệnh. Cho nên nhà hàng bây giờ là phần lớn đều có thực đơn chay. Bây giờ A&W họ đang có một loại burger chay rất là ngon, nó kêu là Beyond Meat. Bây giờ quảng cáo rầm rộ mà phần lớn người Mỹ bây giờ là ghé vô đó là ăn Beyond Meat. Và họ đang làm một cái nữa gọi là breakfast 24/24 luôn. Thì khi mà tiệm này mà lấy vậy rồi thì tiệm khác họ muốn có khách, họ cũng đang rầm rộ làm theo cái chương trình đó, làm cho người ăn chay khỏe. Hoặc là bây giờ nói ngược lại, một tiệm kia đang bán đồ sale, thì cái tiệm khác á, cũng phải để ý thị trường, cũng phải sell những mặt hàng như thế nào đó để không mất khách. Người thế gian họ cũng rất là để ý cái chuyện đó, vì họ đang biết rằng cái giây phút hiện tại này người ta đang cần cái gì. Bây giờ á, hồi đó sau chuỗi niệm Phật của mình á, đơn giản làm bằng hạt sen, những hạt gỗ, những cái hạt trái này trái kia. Bây giờ kiếm mấy cái chuỗi đó khó lắm. Còn muốn mấy cái chuỗi mà màu này màu kia fashion là thôi vô số. Tại vì bây giờ đã qua cái thời kỳ niệm Phật bằng hạt sen. Niệm Phật hạt sen, hạt cây kim cang rồi là của mấy bà già ông lão. Bây giờ người ta lấy chuỗi người ta đeo như là một hình thức fashion. Thế giờ anh mở tiệm anh bán thì anh phải theo kịp, thì anh mới có khách được. Thì ở đây á, một vị hành giả, một vị sống ở đời, cho nên mình cũng vậy.
Quý vị biết là mình muốn hướng dẫn con cháu của mình trong giây phút, trong cái thời đại bây giờ cũng vậy thôi à. Mình phải biết rằng con cháu mình đang ở một cái thời đại nào. Nó không giống mình ngày xưa nữa, tại bây giờ nó là thế kỷ 21. Và đồng thời á, thời đại này người ta kêu là thời đại Amok. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó viết cho mình một cái note, nó send cho mình một cái text, nó viết theo kiểu của tụi nó là mình đọc không ra. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái cách của tụi nó đó, thì mình có thể adapt, mình có thể theo dõi được, mình có thể làm nói chuyện với nó được. Mà làm sao mình chạy theo nó kịp? Tại vì mình già rồi. Chợ đây á, điều thứ nhất là tự tại trong việc giáo hóa dạy dỗ có hai cách. Một, ở đây Pháp Hòa muốn nói một là mình phải biết được đối tượng. Tự tại thứ hai là gì? Không bị ràng buộc và bắt buộc nếu việc đó mình làm hết sức mà không đủ duyên. Đừng có bị vướng bận. Ta có những vị hôm nay rất muốn đi, xin nghỉ làm hết rồi, nhưng mà cuối cùng giờ phút cuối không đi được. Thì giây phút đó vị đó cũng phải tự tại. Hôm nay mình nghĩ rằng trời tốt, nhưng mà có thể lát họ mưa, mình phải tự tại. Vì mình đã có những cái chuyện mình đâu có control được. Mình ăn đồ bổ, nghe đâu có nghe nói bổ là ăn hết á. Nghe đâu có thuốc tốt là mình ấy. Nhưng mà cho dù thuốc tốt cỡ nào, đồ bổ cỡ nào, nhưng mà mình muốn giáo hóa chúng sanh ở trong trong cơ thể mình, ngũ uẩn của mình không được, tại vì nó phải đi theo cái vận hành của vô thường. Ai cũng muốn mình khỏe, nhưng mà chưa chắc mình được khỏe. Cho dù mình có làm gì đi nữa thì cái sự việc đó phải đi tới đó. Trong kinh đó Đức Phật có dạy mình là quán thân trên thân. Quán thân và phải thấy rằng những cái gì nó đang chuyển biến ở nơi thân mình, để mình hiểu được nó và mình tự tại với tất cả mọi sự việc nó đến. Cho nên cái điều thứ nhất Pháp Hòa giải thích hai phần. Phần một, tự tại trong việc giáo hóa là mình hiểu được mỗi thời đại, mọi tính cách, con của mình, cháu của mình, mình đều biết rằng mỗi đứa tánh tình sao để mình nói chuyện với nó hết. Đứa nào mà nóng nảy á, mình không bao giờ mình nói chuyện gì với nó làm cho nó bực bội, cố gắng. Tại vì mình biết nó nóng. Mà nó nói hồi cái nó bậy. Thật thử là mình thấy nó hơi hơi nóng nóng rồi, cái là mình im lặng để nó khỏi sôi lên. Nó nhiều khi nó vừa chừng mức đó thôi. Không biết có ai đã bị cảnh vậy chưa. Mình thấy nó hơi hơi thôi mình nín đi, tại mình nói một hồi là nó sôi. Mà nó sôi là nó sẽ trào. Rồi cuối cùng cái trào là ai đi hốt dọn? Mình. Thôi để muốn cái bếp đừng, cái nhà đừng có bị tràn lan, là mình phải đi ngay giây phút đó. Ai mà nấu sữa đậu nành là biết. Hồi đó mà làm đậu hũ vậy, mình quậy sữa đậu nành á, quậy sữa lên mà hễ nó vừa sôi lên là phải trút cái thạch cao là giấm hay cái gì mà muốn làm cho đông á, là tắt lửa, chứ còn hãy để nó trào một cái mà một cái rồi nó lan ra bếp, chùi chết mồ luôn. Và nấu sữa đậu nành là phải đứng quậy đều nha, thôi nó mau khét lắm. Thì mình giáo hóa chúng sanh nó cũng kiểu vậy đó. Cho cái chữ tự tại đây là Pháp Hòa giải thích hai phần. Xưa giờ mình cứ hiểu tự tại là thôi đừng bận, đừng ràng buộc, đừng gì, cứ tự tại đi. Ví dụ như ăn mà không cần ngó trước ngó sau, ăn tự tại đi. Ăn vậy dễ bị chúng ghét lắm. Trời ơi, mình ăn mình phải nhìn trước. Tự tại không có nghĩa là tự do, muốn mặc tình, muốn làm gì mình làm. Tự tại là tự mình phải thấy được. Thí dụ một lát nữa đi sắp hàng ăn cơm là mình có 200 người nè, mà giờ mình thấy có nồi gì đó ít quá, thì mình lấy một ít thôi để mình chừa cho người sau.
Ăn vậy gọi là ăn tự tại, nghĩa là thoải mái ăn nhưng mà còn biết đối tượng xung quanh. Nếu mà ăn vậy đó, bỏ đi chữ tại, ăn tự à. Chữ tại là giây phút hiện tại, chữ tự là tự mình. Đây là trên tinh thần đại thừa của kinh. Vì xưa giờ mình hiểu cái chữ tự tại một cách thường lệ là thoải mái, đừng bận bịu gì hết. Nhưng mà tinh thần tự tại của Bồ Tát hay là với cái tu tập của đại thừa là gì? Mình phải biết xung quanh mình, tự mình phải hiểu được cái hoàn cảnh xung quanh của mình để mình tự tại, mình giải thoát, mình nhẹ nhàng với tất cả. Ví dụ nè, có nhiều khi con mình, cháu mình nó thích con chó, con mèo, nó năn nỉ mình đem cho về nuôi. Mình nói mẹ không có thời giờ mẹ chăm sóc, nó nói con lo. Thiệt sự nó đem con chó về, cuối cùng là mình lo hết, nó không có lo gì hết á. Nó đi học về, nó đi làm về, bất quá nó ôm nó hôn trùng trùng vậy à, rồi là xong á. Ăn uống gọi là con chó con mèo đó sao nó không cần biết. Đây bây giờ mình mới tự tại nè. Tự tại đi tắm chó, tự tại đi hốt phân, tự tại đi làm tất cả mọi clean up. Làm mà không có khổ là gì? Giờ biết giây phút hiện tại mình không làm là mình ngửi đủ. Còn nó sẽ sống rất tự tại, hu khe. Tự tại của nó là tự tại của hu khe. Còn tự tại của mình là mình đang rất là khe, cho nên mình phải làm tất cả. Quý vị hai cái tâm niệm tự tại không? Của mấy đứa nhỏ là nó thoải mái lắm, nó không có khe gì hết trơn á. Và sống vậy cái nó kêu nó tự tại đó. Còn mình á, tự mình phải biết giờ rác mà không đổ là nhà nó hôi. Thì thôi phải cột bao rác mà đi thôi chứ. Mà bây giờ á, mình thấy rõ bao rác không cột là hôi, mà đem cầm bao rác đi đổ mà không cằn nhằn gì hết á. Tại tôi biết rất là rõ tôi không cột bao rác này dục thì không ai dục đâu. Rồi cả nhà mà cùng nhau mà người. Thì phải đi đổ thôi. Hai cái cách sống nó khác, và hai cái tâm niệm nó khác. Thí dụ như á, đứa con á, em đứa anh á, mà nó đi nấu cho đứa em nó ăn á, nó cũng nấu mà nhiều khi nó cằn nhằn. Nó cũng nấu mà nó cằn nhằn phải không? Người mẹ là nghĩ khác nha. Con nó đi học về nó đói bụng, nó còn thích về nhà nó ăn. Bất kể giờ phút nào người mẹ cũng sẽ đi nấu, không có cằn nhằn. Nhưng mà đứa anh mà nó nấu hay đứa chị nó nấu cho em, nó cũng vẫn làm, nhưng mà hai cái tâm niệm nấu ăn nó khác. Thì người mẹ là nấu ăn bằng thật sự của một cái tâm người tự tại. Còn đứa anh hay đứa chị nó vẫn nấu, nhưng mà cái tâm tự tại nó không có. Chơi cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Một người á, cái gì đó tôi thoải mái lắm, tự tại. Nhưng tự tại của người đó là careless. Tiếng Mỹ gọi là careless hay là don't care. Người thờ ơ, hời hợt, hay là người hoàn toàn không lo nghĩ. Còn tâm của chúng ta làm hết lòng, vì mình hiểu được đối tượng này là ai. Và mình làm bằng tất cả cái tâm của mình. Cho quý vị thấy á, Đức Phật nói á, Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật làm hết tất cả bằng cái tâm của Ngài với chúng sanh. Nhưng mà Ngài biết rõ duyên của mình với chúng sanh cỡ nào, chứ không có đau khổ. Và mình biết rằng á, mình độ họ hôm nay mình nói một câu họ không vô, đừng lo, mình đang đeo cái hạt giống vô đó thôi chứ không mất à. Cho nên thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ, đôi lúc mình nói cái thằng con của tôi á, tôi nói nó không trả lời trả vốn gì hết á, nó không nghe lời. Thưa đại chúng yên tâm, nó không bộc lộ lúc đó thôi, nhưng mà thật sự cái hàng ngày mình dạy đó, nó đã, mình đã gieo cái hạt giống đó rồi. Có thể á, khi nào mình không còn có mặt trên đời này nữa thì lúc đó cái hạt giống mình gieo nó mới chín mùi, đứa con nó mới phản chiếu lại cái điều mình nói, rồi chừng đó nó đi theo.
y như mình thôi. Hồi nhỏ má đi chùa cúng đồ đó, biểu mình làm đâu có làm đâu. Tự nhiên giờ ở cái độ tuổi cỡ cỡ má ngày xưa, cái mình nhớ lại hồi đó má tôi hay cúng ông nội tôi, ngoại tôi vậy đó, cái là mình làm theo. Nhưng mà đợi tới một lúc nào đó mình mới làm gì sao, vì khi mình đủ chín mùi ở cái tuổi thì tự nhiên cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ của mình nó cũng khác đi. Cho nên mình không có ngừng gieo duyên, vì mình rất là tự tại và hiểu nghĩa là mình biết rằng mỗi chúng sanh ai cũng cần gieo cái hạt giống thiện lành hết, cứ gieo cho họ. Có nhiều ông chồng nha, nhìn nghe giống như không có nghe pháp vậy đó. Cái bà vợ cứ mở mở rỉ rả vậy, cứ bà mở bà nghe, bà cố tình bà mở bà nghe, rồi bà cũng khà hởi cái tâm niệm là để coi cổng có nghe không. Tới bữa khác hả, bà làm còn dữ dội hơn. Ông nói bà nghe pháp mà bà không thấm. Ông thầy ông nói vậy vậy, lúc đó bà vợ mới giật mình. Ông có nghe. Nhiều khi mình thấy người cắn cứng cỏi vậy đó, nhưng mà thật sự ra họ thấm lúc nào mình không biết. Còn mình thấy mình mềm mũng vậy đó, nhưng mà đổ nước hoài nó không vô, tại vì cho nên cái chỗ giáo hóa đó bất khả tư nghị. Quý vị thấy được một cái điều tự tại thứ nhất trong kinh dạy đó. Tự tại trong việc giáo hóa dạy dỗ chúng sanh. Mình kẹt trong một cái thái độ nào đó. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình cứ giữ hai điều, hai cái tâm niệm tự tại khác nhau. Người học Phật chơi Đức Phật á, ngày đến với ai á, ngày đến xong ngày không có bị một cái ràng buộc là người đó phải như thế nào. Cái tự tại của mình là khi nào mình, thí dụ như á, cái người đó mình quen, mình mới thoải mái tới với người đó. Cái người đó không quen ngại ngùng lắm, không có tới được. Nhưng mà với cái người tinh thần Phật tử là mình thấy ai mới tới, mình đều phải đem lòng của mình ra, mình chan rãi, mình tiếp nhận họ. Đa phần là mình nói chuyện với ai, mình ngồi gần ai, mình tiếp xúc ai, phải là những người mình đã từng quen biết. Người nào lạ lạ là mình ngại lắm, mình không có nói. Nó thiếu cái sức tự tại. Đáng lý ra người mới mình phải nhận ra liền, đây là người mới tới. Họ đang rất cần một cái người tới để làm cho họ dễ chịu, làm cho họ thoải mái, làm cho họ cảm thấy là mình đang welcome họ. Như vậy mới là tự tại chứ. Vì tự mình thấy rõ hiện tại giây phút này, người này là người mới, người đang cần mình. Thật là cái cách của mình nó suy nghĩ khác. Mà nếu hôm nay mình học được chữ tự tại trong việc giáo hóa này là phải thấy. Hễ người nào bước vô đây mới tới, tự phải biết liền. Giây phút hiện tại này, người này ngồi đây là người mới. Và tự tôi phải biết, tôi phải tới để tiếp xúc người này. Cho nên các vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát bất thối á, Bồ Tát có hai dạng ha, Pháp Hòa hay nói Bồ Tát bất thối và Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát nào mới tới chùa, mới đi học Phật, mới nghe pháp là Bồ Tát sơ phát tâm. Thì các vị Bồ Tát bất thối cần phải nhận rõ các vị Bồ Tát mới phát tâm để làm sao giúp cho Bồ Tát mới phát tâm cảm nhận được cái sự thoải mái. Đây Pháp Hòa diễn tả cảnh giới này ha. Trong kinh nói quý vị nhớ không, lúc người nào mà được vãng sanh về cực lạc á, ai đi đón, ai đi rước mấy người đó? Di Đà. Qua ai nữa? Quan Âm, Thế Chí, ai nữa? Thánh chúng, nhớ không? Rồi chưa đó nha, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao Thất Bảo, có hương Ngũ Phần, trống kèn in nổi. Đó là hình ảnh tiếp rước.
để cho người ta thấy rằng người ta được cái sự welcome. Còn mình giờ thôi, bà đó lạ quá tôi không quen, ông đó lạ quá tôi không quen, thì cái người mà không ai ngó ngàng gì tới họ thì người ta tới người ta bị left out, và người ta thấy là người ta không có into. Chờ Pháp Hòa trong khóa tu nào tới đâu và cũng nhắc hết đó. Các vị đi lâu nài rồi các vị phải để ý ai mới tới. Thậm chí lên ngồi ăn cơm vậy nè, lên cúng cơm mình để ý người ta, thấy người ta mới không? Chị anh lát nữa mình cúng cơm á, mình bắt ấn giày chỉ cho người ta. Trong khi mà mình, mà nếu Pháp Hòa nhìn xuống mà Pháp Hòa thấy một cái người cũ mà lân mẫn cái tâm mình đến người mới, Pháp Hòa rất là vui. Cho Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái Phật Bồ Tát á, cái cách sống của các ngài á, cái cách trong kinh diễn tả là cái cách chỉ cho mình cách sống của ngài á. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngay sen vàng, có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây, có đờn các cõi truy tùy, có đờn có trống rước đi một đường, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ Phật, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Diễn tả cái cảnh đi rước mình đi về. Ví dụ bây giờ nãy Pháp Hòa nói, ví dụ nãy Pháp Hòa bước xuống xe, thầy trụ trì thầy ra thầy tiếp, thì mình cũng thấy là mình được cái sự welcome. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới, thầy ngồi để nằm trong phòng, rồi mọi người bình thường, thấy tôi vô cũng bình thường. Khi thầy tôi ai cũng thấy tôi bình thường, cái là tôi hơi bất thường rồi đó. Cái đó là cái tâm lý của chúng sanh. Cho mình học Phật, học kinh rồi là mình thấy là cái trong kinh dạy mình đó, khẩu giáo, thân giáo, ý giáo và cái cách sống. Mình cũng thế, là khách mà tới nhà mình là mình ra ngay cửa mình tiếp, rồi mình ngồi chơi với khách, chứ không phải mình nói anh ta mới tới chơi vô ngồi chơi, khách ngồi vô cái mình đi lót đi nước, uống nước đi anh, ngồi tự nhiên nghe, rồi cái mình đi vô trong phòng mình đọc báo, check email, thì khách người ta ngồi người ta làm gì? Rồi khi mà người ta mình tiếp xong rồi, khi người ta đi về mình tiễn ra tới cửa nữa. Mà xin lỗi đại chúng, cái người không biết đại chúng có tâm lý nào, thí dụ mình biết cái người đó họ hay bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói, có phải là khi mình nói chuyện với họ mình rất là cẩn thận không? Thì mình sợ họ hay bắt bẻ đó. Thì khi mình nói chuyện cái kiểu vậy đó là mình tự tại đó, nghĩa là mình rõ, rất là rõ cái người đang đối diện với mình là ai. Thành thử ra từ đó về sau là mình hiểu được cái nghĩa tự tại một cách rất là sâu sắc. Không có nghĩa là mình thờ ơ bỏ mặc mọi người kêu là tự tại, mà mình rất rõ đối tượng của mình đang độ lại, mình đang tiếp xúc lại, đang làm gì lại. Chăm sóc một người bệnh á, chăm sóc tự tại nè, biết người bệnh này không ăn cái gì, cử kiêng cái gì, mình không để cho họ ăn cái đó, dùng cái đó, mới gọi là chăm sóc tự tại. Chứ không phải là tôi nấu đại nó ăn được cũng được, thôi tôi tự tại lắm. Vậy là mình hiểu cái nghĩa tự tại chưa sâu, và hành cái nghĩa tự tại chưa rõ. Còn nếu mình làm bất cứ việc gì cho ai mà biết, cho nên nếu mà mình nói cho đúng ra là mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều có những chúng sanh và sự việc để chúng ta phải gặp và tiếp xử một cách rất tự tại, có phải không? Mình ngồi ở ngoài á, hễ nắng mình cũng xê vô một chút, mưa mình cũng xê vô một chút. Nói chung là mình rất là nhận rõ mọi cái hiện tượng đang xảy ra để mình ứng xử tự tại đó. Cho nên chăm sóc người khác, tiếp xúc với người khác, ứng xử mọi việc, mọi người, mỗi ngày mình đều biết họ như thế nào.
Đây là Pháp Hòa nói được một chữ tự tại. Tự tại trong tất cả giáo hóa chúng sanh. Bây giờ cái tự tại thứ hai nè. Tự tại phổ chiếu tất cả pháp. Cái hồi nãy là mình ứng xử với chúng sanh phải không? Bây giờ mình ứng xử với pháp. Pháp đây là gì? Là mọi hiện tượng. Này, cái chuông này là pháp. Con người mình là pháp. Cái bàn là pháp. Nhưng mà đây là vật nè. Hai người đang gây gỗ với nhau là việc. Cho nên hai người đang gây gỗ cũng là một pháp. Hai người đang tiếp xử với nhau tốt cũng là pháp. Phổ chiếu là gì? Chữ phổ là rộng, chữ chiếu là mình soi tới. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chuông này nó nhiêu đây nè. Tự Pháp Hòa phải biết rằng cái chuông này nó bay lớn, thì Pháp Hòa phải thỉnh cái chuông này ở mức độ nào để nó vang ra được cái tiếng chuông, để ứng với cái pháp này. Cái chuông này là một pháp nè, mà cái pháp này nó có nhiêu đây à. Mà mình đem cái dùi bự thiệt bự để mình thỉnh cái chuông bự, mình dễn nó vô đây cái, chẳng những nó không phát ra tiếng mà nó bay luôn cái chuông. Mà thậm chí người ta nhìn mình cầm cái dùi, người ta nói không biết ông này có tửng không. Cái chuông bên lớn mà ông cầm cái dùi bên lớn. Như vậy thì quý vị thấy rằng, bây giờ Pháp Hòa thưa ha, khi mình đi ăn tiệc á, mình đi ăn tiệc á, trước khi mình đi ăn tiệc á, mình phải biết tiệc của mình đi ăn bữa nay là tiệc gì, để làm chi, lựa quần áo mặc cho nó ứng hợp. Ví dụ cũng là bữa tiệc mà bữa giỗ, ta tới giỗ thì tới giỗ là có cái sự cúng kiến, thì mình ăn mặc sao mà ta tới người ta biết rằng nó không có quá ảm đạm như đám tang, nhưng nó cũng không thể rực rỡ như mình đi ăn những cái tiệc gọi là đời thường. Mặc bộ đồ đó vô ta biết. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi ta thấy mình ăn mặc bộ đồ mà ta nói mình có tôn trọng cái lễ của người ta. Cái đó là phổ chiếu pháp đó. Cái cách ăn mặc của mình đó, nó biểu lộ là mình có trọng người ta hay không. Mặc dù bề ngoài nó là gì hết á, nhưng mà ở đời giữa cái tâm và cái cảnh nó phải phối hợp, nó tương ưng. Mình cứ nói cái tâm là chính, mà cái tâm có ai thấy? Mà cái tâm anh nó biểu lộ ra cái hình thức mà. Chờ anh đi đám cưới mà anh mặc cái quần đùi vô là người ta biết là anh nói xứ này tự do. Tự do. Nhưng anh chưa hiểu chữ tự do đó. Cho quý vị thấy ha, xứ này người ta cho mình muốn làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà có ai được rời khỏi luật pháp không? Xây một cái nhà mà có ổ điện bắt không đúng, vẫn chưa có cái giấy phép vô ở nữa đó. City họ xuống họ inspect từng phần hết, từng cái ổ điện, từ cái cửa, tất cả hết. Không đúng luật là không được sinh hoạt. Mặc dù là tự do, tôi không có cấm anh cái gì hết á. Miễn sao anh làm đúng luật là anh có giấy phép à. Anh không làm đúng luật, anh có là ông gì cũng mặc. Anh có nói làm chùa thôi thông cảm, I'm sorry, không có thông cảm trong cái chuyện này. Đặc biệt là gì? Chỗ nào càng public, chỗ đó càng khó khăn. Cái chỗ nào càng public là luật nó càng nhiều hơn nữa. Thậm chí ở chỗ public là cửa không được mở, những cái cửa mở cánh tay dặn nha, cái cửa phải đẩy ra. Để chi? Lỡ có hỏa hoạn, có những cái chuyện gì, cửa chỉ cần đẩy ra là mọi người ra, chứ không có được mở. Tất cả những cái chỗ cửa public là không được có những cái chốt gài như kiểu Việt Nam mình mà gài ăn trộm. Và tất cả những cái cửa public không được mở, lúc nào cửa cũng phải đóng. Tại vì lửa nó có thể cháy và nó không lan ra những chỗ khác. Và những cánh cửa đó phải là loại nặng hoặc là bằng sắt, vân vân. Như vậy thở đây á, mình phải có cái nhìn và cái hiểu trong tất cả mọi cái sự việc, để mình phổ chiếu các pháp.
Thí dụ như là mình mặc cái áo lạnh ở đây, mùa thu áo lạnh khác, mùa đông áo lạnh khác, mùa hè cái áo lạnh khác, cũng là cái áo lạnh đó. Nếu mà trời mà trời đang trời nóng và mặc cái áo lạnh dày của mùa đông trùm thêm cái nón, đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà ta nhìn cái đó, người ta cười cười là biết rồi đó. Mình người ta không nói gì, nhưng mà mình tự tại ăn mặc thì người ta cũng tự tại ta cười. Đấy, có cuộc sống nó vậy. Cho nên á, tự tại pháp đây là mình phải nhận ra cái pháp mình ứng xử. Trong kinh nó kể là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, thì ngài có nghĩ tới năm người cùng tu với ngài là năm anh em ngài Kiều Trần Như, nhớ không? Thì khi mà ngài phát nguyện ngài tới vườn Lộc Uyển để ngài độ cho năm người bạn đồng tu của ngài đó, thì trên đường ngài đi tới thì năm ông ngồi đằng này thấy ông Gotama đi tới. Thì các vị mới nói với nhau nha, xù xì với nhau, đừng có thèm tiếp công đó. Cái ông nó ông tu mà ông dởm lắm, tu nửa chừng bỏ cuộc, ông không có tư cách gì ông tới đây, nói đủ thứ hết. Khi mà Đức Phật đi tới gần thì tự động năm ông, không ai nói với ai, đứng dậy hết. Ông thì đi pha trà Thái Nguyên, ông thì đi kiếm đôi dép, ông thì đi lấy cái thau nước, ông thì lấy cái khăn. Năm ông đi làm mỗi công việc, Đức Phật tới lấy ghế ra mời ngài ngồi và đem những cái vật họ chuẩn bị như là nước nóng hay cái gì mời ngài. Thì ở đây á, mới đặt một câu hỏi là thí dụ như khi mà bình thường á, ai cũng nói Đức Phật đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp, bài pháp đầu tiên của ngài là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế, phải không? Nhưng mà nếu đại chúng suy nghĩ kỹ, trước khi nói Tứ Diệu Đế, Phật đã nói bài pháp gì rồi? Thân giáo các oai nghi của ngài đó. Ngài chưa nói pháp, nhưng mà cái cách ngài đi tới cũng đủ làm cho các vị đó đủ kính phục, đứng dậy xá chào đón tiếp. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Ngài chưa nói pháp thì đâu có khẩu giáo đâu, nhưng mà ngay đó cái thân giáo rồi. Như vậy quý vị thấy thân giáo hàng ngày quan trọng không? Quan trọng lắm. Có một cái gia đình đó lên gặp Pháp Hòa, nói bây giờ con có một đứa cháu nó bị trầm cảm từ năm nó 7 tuổi. Năm nay là em nó gần 30 tuổi rồi mà nó không hết bệnh mà càng ngày nó càng nặng hơn. Nhờ Pháp Hòa giúp. Vì gia đình biết rất rõ là sở dĩ em nó bị như vậy là do ba má sống không có hòa hợp, gây gỗ, đủ thứ chuyện mỗi ngày. Và em nó đã bị cái hình ảnh đó làm cho nó trầm cảm từ năm nó nhỏ. Thì Pháp Hòa có nói á, thứ nhất á, em nó gặp Pháp Hòa một lần thì Pháp Hòa cũng không giúp được nhiều. Mà ví dụ bây giờ cho dù Pháp Hòa có khả năng làm cho nó hết đi, nhưng mà nó không thể nào nó hết hoàn toàn được. Nếu nó trở về cái môi trường và mỗi ngày nó vẫn tiếp tục, nó thấy cái hình ảnh đó, nó nghe những cái chuyện đó, không cách nào nó hết được. Vậy nên cái thân giáo của cha mẹ, cái khẩu giáo của cha mẹ ở nhà mỗi ngày là một cái điều rất quan trọng. Thưa đại chúng, quý vị đến chùa cũng vậy. Mình đến chùa, mình lân mẫn gần gũi với thầy trụ trì. Nếu mà mình thật tâm mình tu thì thầy trụ trì, cái cách sống của thầy ít nhiều mình cũng ảnh hưởng. Cái cách nói chuyện của thầy trụ trì ít nhiều mình cũng ảnh hưởng, tại vì mình tiếp xúc với thầy thương. Còn nếu như mình gần gũi thầy, mình phục vụ cho chùa, thầy với mình làm việc rất là sát, nhưng mà cách sống, cách nói của mình với thầy trụ trì nó khác nhau trời vực. Thầy trụ trì cũng dễ thương nhiều, mình dễ kiêng nhiều á, là mình biết là mình là cây không có nước, nước không có rút vô cây mình được. Tại sao mình vẫn gần thầy, biết bao nhiêu lời ái ngữ thầy đã tiếp xúc mà mình không tiếp xúc được cái lời ái ngữ đó? Mình càng làm thì người ta càng ngán mình, là mình biết mình phải quay lại cái, mình phải phổ chiếu cái pháp mình đang xử. Chữ chiếu là gì? Là soi.
Chữ phổ là rộng, mình phải soi lại chính mình về cái pháp mình ứng xử. Trong trong mấy cái ấn của Đức Phật á, Đức Phật có một cái ấn vô thượng Bồ đề. Cái ấn này đặc biệt lắm. Ấn này tay xây vậy nè. Tay xây ra vậy ha. Tay này xây vô. Đây là một cái ấn gọi là vô thượng Bồ đề ấn. Tại sao một tay ngài lại xây ra mà một tay ngài xây vô? Đó là một cái biểu tượng. Mình sống á, mình muốn tới cái chỗ vô thượng Bồ đề, mình không thể nào thiếu sự phản ảnh mình và người trong và ngoài. Pháp Hòa ví dụ, khi mà mình mặc một bộ đồ xong, trước khi mình đi ra cửa mình làm gì? Lỡ đứng ngay kiến á, mà không phải cái kiến ngang nha, cái kiến dài vậy nè, nó mới thấy toàn vẹn. Mặc một bộ đồ vô đứng ngay đó chỉnh, thậm chí còn muốn cho đẹp nó xây làm sao, ngó coi cái áo mình mặc nó ngay chưa. Đó, khi mà mình thấy mọi việc nó tươm tất rồi, yên chí đi ra đường không? Rất là tự tin. Vì mình đã ngó mình rồi, mình coi được thì người khác sẽ coi được. Vô thượng Bồ đề chỗ đó đó. Ở Hawaii vừa rồi có cái chùa có tượng Phật Thích Ca chuyển pháp luân. Thì Pháp Hòa có giảng cái chỗ là tại sao Đức Phật bắt cái ấn. Khi chuyển pháp luân là ngài bắt hai cái ấn này. Đây là hai cái bánh xe và tượng trưng cho ánh mặt trời nó chuyển. Và khi ánh mặt trời nó chuyển, ánh sáng nó chuyển lên rồi thì cái gì nó lui? Bóng tối nó phải lui. Và Đức Phật đang hai cái ngón tay này biểu tượng cho gì? Vật chất và tinh thần, đời với đạo nó phải tương ưng. Cho nên người Phật tử sống ở đời, chuyện mình sống ở thế gian chuyện bình thường. Nhưng nếu mình có một chút tâm linh nữa đó, đỡ lắm. Pháp Hòa ví dụ như á, không có ai cấm mình đi chơi mọi việc, hay là cuộc sống của mình vẫn mua nhà mua cửa, có vợ có chồng bình thường. Đó là cuộc sống đời vật chất của mình, đời thường của mình. Mình như mình có tâm linh á, theo cái phần tâm linh học pháp á, là mình đem cái đời, cái đạo mình ứng vô trong đời, làm cho cái đời nó thêm đẹp. Cũng giống như một căn nhà mình mua, mình ở, mình trang trí đủ thứ hết, mà nếu nhà đó có cái bàn thờ rồi đó, cái nhà đó thêm ấm cúng chứ gì đâu, có phải không? Quý vị thuộc bao nhiêu bài hát đâu có sao đâu, nhưng mà thuộc thêm bài kinh nữa đỡ lắm. Tại vì lúc khổ bài hát nó không có ra, tự nhiên bài kinh nó ra. Mình chuyển pháp luôn mà, thì cái người chuyển pháp là phải hiểu đời đạo song hành. Cho nên tự tại thứ hai của cái người hành giả tu tập là phải có được cái gọi là phổ chiếu các pháp. Đi tới đâu mình phải hiểu. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi thầy tu mà đi giảng hay là đi làm lễ cũng phải biết. Có nhiều khi cái áo mình đó, nó có nhiều cái loại vải nó dày lắm. Pháp Hòa biết cái chuyến đi này của mình là qua Hawaii, đi một vòng chưa có lạnh lắm. Nếu mà mình mặc cái áo lạnh, mặc cái áo tràng mà nâu mà nó loại dày á, nóng lắm. Mặc cái mỏng nhưng mà cũng phải hờ một cái, đem theo cái áo lạnh. Là mình khi mình đi đâu mình phải chiếu được cái hoàn cảnh chỗ đó, cái pháp ở chỗ đó. Cho nên người mà sống mà phổ chiếu được các pháp rồi á, đỡ khổ lắm. Mình bị không có hụt hẫng. Cho mình bản thân mình cũng vậy. Đừng có ca một cái gì nó quá trời rồi mai mốt nó không được cái mình buồn khổ. Các pháp bình thường thôi. Đừng có suy tôn một cái gì quá rồi mai mốt nó không được á. Từ con người cho tới sự việc. Mình bị hớ này hoài nè. Trời ơi, tôi làm món này nhức nhối ngon lành nghe. Trời ơi, cái bữa đó mình biết mình cố gắng mình gò sao trớt quá. Cái bữa mình nấu chơi chơi, nấu không có lo nghĩ về nó lại ngon. Và cái bữa mình mời khách mình cố mình gò chừng nào thì nó lại hư chừng nãy. Lạ không? À.
lúc đó không biết ăn sao nói sao. Thôi cái nói cuối cùng đó, thôi ăn đỡ đi. Ăn đỡ đi. Thôi thì mình sẽ ngừng ở đây. Rồi Pháp Hòa mình sẽ học tiếp cái bài kinh này. Rồi so far là nãy giờ mình nói hai cái tự tại đó, đại chúng hiểu được cái ý ha. Tự tại với chúng sanh và tự tại với các pháp. Rồi xin hồi hướng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.